Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông, có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giê-xu đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hai ngày vừa qua chúng ta suy nghĩ với nhau, mùa chay là thời gian huấn luyện. Huấn luyện là bởi vì đời sống thiêng liêng của chúng ta cần phải được tập luyện. Tập luyện qua việc cầu nguyện, tập luyện qua việc chay tịnh, cầu nguyện, tập luyện qua việc bác ái. Đó chính là ba cột trụ đạo đức, những công việc đạo đức cho suốt mùa chay. Mùa chay còn là thời gian để biến đổi. Để biến đổi bởi vì đời sống của chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ về mình, quan tâm đến mình nhiều hơn quan tâm đến Chúa và quan tâm đến anh em. Cho nên chay tịnh đối với lại người Công giáo, cái ý nghĩa của chay tịnh đó chính là làm sao để làm mới lại cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa và với tha nhân, như là hai điều răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã nói: yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu tha nhân như chính mình. Làm thế nào để có thể hiệp thông với Chúa, gắn bó với Chúa? Trước hết, chúng ta ý thức mình là người tội lỗi, như trong câu chuyện mà Thánh Luca thuật lại. Khi anh thu thuế ở trong xã hội Israel thời Chúa Giêsu, đó là một cái kẻ tội lỗi. Tội lỗi là bởi vì anh ấy là một kẻ phản quốc, anh đứng về phía đế quốc Roma để thu tiền trao nộp cho đế quốc. Anh còn là một con người xa lạ với dân tộc vì anh ấy đứng về phía khác mà thu vén tiền bạc, gây đau khổ cho người dân Israel, những người đồng hương của anh. Cho nên Chúa Giêsu đã nhìn thấy anh đang ngồi ở cái bàn thu thuế. Ngài gọi anh: hãy theo tôi, hãy theo tôi. Cái tiếng gọi của Chúa Giêsu đó là tiếng gọi của tình thương, tiếng gọi con người thu thuế đó hãy ra khỏi cái nơi chốn không thích hợp,
hãy ra khỏi cái công việc làm cho anh trở thành dơ bẩn. Người thu thuế đó từ bỏ tất cả, bước theo, diễn tả cái thái độ sám hối. Sám hối chính là thay đổi cách sống. Sám hối chính là quay lại bước theo Chúa Giêsu, chứ không chỉ bỏ cái này bỏ cái kia. Sám hối như là người thu thuế này rời bỏ, bước lên, đi theo Chúa Giêsu. Thế rồi một bàn tiệc được diễn ra giữa Chúa Giêsu và người thu thuế cùng những người tội lỗi. Tham dự bàn tiệc là bắt đầu có một sự biến đổi. Biến đổi ở nơi người thu thuế tội lỗi. Tham dự bàn tiệc là có một sự gắn bó mật thiết, một sự gắn bó thân tình giữa Chúa Giêsu và người tội lỗi đã được tha thứ. Như vậy, trong những ngày của mùa chay này, trước hết chúng ta ý thức mình người tội lỗi cần được Chúa tha thứ. Tiếp theo đó nữa, chúng ta phải nhận ra được cái quý giá của bí tích thánh thể, của thánh lễ. Mình vẫn nghe trong thánh lễ lặp lại: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Những người được tham dự tiệc chiên Thiên Chúa là những người có phúc. Và để tham dự tiệc chiên Thiên Chúa thì cần phải được tha thứ tội lỗi. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Đó cũng chính là cái câu chuyện mà Thánh Luca kể lại cho chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi người tội lỗi và tham dự bàn tiệc với họ. Mùa chay chính là một cuộc hành trình để thay đổi chúng ta, để đưa chúng ta trở về gắn bó với Thiên Chúa nơi bàn tiệc thánh thể.